Và bây giờ chúng ta sẽ sang phần vận mẫu kép. Vận mẫu kép thì chúng ta sẽ vào phần thứ nhất, đó là phần vận mẫu kép bắt đầu từ âm A. Trong phần vận mẫu kép bắt đầu từ âm A sẽ có 4 vận mẫu. Và bây giờ chúng ta sẽ vào ngay luôn, đó vận mẫu đầu tiên, đó là vận mẫu ai. Không khó đọc phải không? Nào cả lớp đọc cùng cô. Ai. Tiếp theo ao. Ao. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần an. Vận mẫu an. Và vận mẫu cuối cùng an. Vận mẫu cuối cùng an. Chúng ta đọc lại 4 vận mẫu kép bắt đầu từ âm A nhé. Ai. Ai. Ao. An. An. Theo chúng ta sẽ sang phần vận mẫu kép bắt đầu bằng âm ua. Trong phần vận mẫu kép bằng âm ua này thì có 2 âm thôi. Và chúng ta sẽ đọc cùng cô nhé. Âu. Âu. Ung. Ung. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần vận mẫu kép bắt đầu bằng âm ơ. Chúng ta sẽ đọc cùng cô nào. Ây. Ây. Ân. Ân. Tiếp theo ân. Ân. Và ơr. Ơr. Âm cuối cùng này các bạn để ý cho cô, đọc âm ơ, sau đó chúng ta cong lưỡi lên nhá, nó sẽ ra âm này ơr. Đấy, chúng ta lật cái lưỡi lên ơr, nó sẽ ra âm này. Rõ chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ đọc lại 4 âm vận mẫu kép bắt đầu bằng âm ơ nhá. Ây. Ân. Ân. Và ơr. Chúng ta sẽ tiếp tục một phần vận nữa, phần nữa trong phần vận mẫu kép, đó là phần vận mẫu kép bắt đầu bằng âm y. Vận mẫu kép bắt đầu bằng âm y này hơi dài, vì các bạn sẽ cùng chú ý đọc cùng cô nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đọc là ya. Ya. Đó là y với a chúng ta nối luôn nhá. Ya. Đấy. Tiếp theo yao. Yao. Tiếp theo yan. Yan. Tiếp theo yang. Yang. Tiếp theo ye. Ye. Nhưng chúng ta nối luôn lại ye. Tiếp theo yêu. Yêu. Tiếp theo in. In. Tiếp tục yên. Âm này là hơi khó, các bạn để ý cho cô này, để ý cái phát âm của cô này. Yên. Yên. Yên nhá các bạn nhá. Yên. Và âm cuối cùng là yung. Y và ung chúng ta ghép lại. Yung. Đấy, và chúng ta lướt luôn, lướt nhanh luôn hai âm đấy nhá. Yung. Đọc lại cho cô nào. Yung. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại một lần nữa vận mẫu kép bắt đầu từ âm y nhé. Bắt đầu chúng ta sẽ đi vào âm ya, yao, yan, yang, ye, yêu, in, yên. Và âm cuối cùng là yung. Vậy là chúng ta đã kết thúc được vận mẫu kép bắt đầu bằng âm y.